nhà máy điện nó cũng vậy. Ờ thì mà chú đi chú bên cháu để không này con ơi, con cháu yêu này, cháu yêu bà con ăn đi cháu không ăn ạ. Chú ơi vợ chú ạ, vâng bà lấy đi con tí nào, đây đây chú đấy mời đi tí yêu phiền anh ấy này. Cháu ơi, cháu qua đây. Vâng, mẹ nó đâu rồi? Thôi. Cháu mình chỉ đi cầm đi, cầm đi này. Thôi con đang bế hai tay mà. Con gái Vũ Nguyễn thích ghê. Xinh gái lắm. Có đôi mắt tuyệt vời. Mắt tuyệt vời. Tuyệt vời đấy, ông nhà giỏi quá. Sáng mới gọi điện bảo ba là con được trí khen, con được 3 điểm 10, 1 điểm 9. Học giỏi, chụp đẹp lắm bà. Ở trong đấy hay là cháu ở trong đấy ạ? À, cũng ở trong nhà. Vâng. Vậy là ông ba. Ui nhờ ơn trên thì. Được sau này nó tìm bố. Vâng, thì mong được ná về cội rồi về gốc. Nó thật. Vâng, thì mong về sau giờ vẫn tư chủ cho cháu này. Mẹ sau này cũng được về gốc thì tôi mừng lắm. Nó biết nghĩ rồi nó phải về. Vâng. Biết nó học sang cấp 2 chẳng. Từ tối đến bấy giờ chưa khóc tí nào. Thì ngồi tí chẳng nó có im chứ không? Ngồi là không. Kiểu bé đấy, kiểu bé rồi. Con có thấy cái chú Toàn với gì giống nhau không? Giống nhau từ khi nhà chú nhờ, ở gần chú ấy cứ mang sàn cho chú đấy. Châu những kiểu bé đấy, đúng không nha? Đấy, thì bé đấy. Đấy, thấy chưa? Từ lúc bé giờ im đi tí. Đây mà ở gần nhà chú là thôi mẹ cháu cứ bước xa cái chú mẹ cháu à. Chạy chơi chưa mà nó tìm được việc ở Hà Nội là nó ở bên đại đấy. Muốn đặt là tìm được lắm. À ngồi cái là thôi rồi đấy. Cứ nhà. Biết rồi. Cứ ngồi chân nhà ấm. Được hai con mắt này rộng. Để không phải gì. Sao thông minh. Ừ. Ừ, đói à. Mẹ ơi em đói à. Ôi nó vậy đấy. Nếu mà như thế này thì là chứng tỏ là mẹ ăn nằm. Cái miệng là cái miệng thèm ăn này. Mẹ hay cái miệng thèm ăn. Đại nó bế. Cái miệng thèm ăn rồi. Đại nó bế nó cứ vác như vậy. Im ngay. Đi đi là lại mà. Đấy đấy. Kiểu vậy nó quen thành. Ôi giời, chả đến phần bà. Đâu bà thôi.